Ngân hàng này được có cái nó khóa xong rồi nó có cái đổ xăng nằm ở ngoài nè, tiện không cần mở yên. Cái nấm này ở ngoài bán mấy dù xe không có mà mua vô chỗ này mười mấy triệu đó, hộp này không á, mở yên rồi, mở xăng nữa, mở xăng bấm lên rồi. À, bấm chơi mở xăng đó, đi vô nó nhậu không, mở xăng qua đọc mở ngoài là ok rồi. Kiến nè, kiến học viên nè, ghế tờ bảo hành nè. Mày để được hai nón cối thôi, mày học ở lớn hơn cái xe cũ. Nhấn xuống cái cắt ra. Yên cũng đẹp đó nha, quá đẹp. Mẹ nói câu gì cho nó ngồi ấy rồi ha. Chơi luôn rồi ha, đúng luôn hay sao? Đúng luôn hay sao? Quá đẹp rồi còn gì nữa, đâu còn hỏi chờ em lên quyết định thôi. Màu này luôn không? Màu này luôn không? Hả? Đẹp, chiếc này đẹp. Hả? Không bán được rồi. Không bán được rồi. Không bán được rồi. Em còn chiếc này để trưng bày không? Đang ra quyết định rồi. Sao sao lại hỏi bên kia 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 bán? Vậy mua mua chiếc nào? Ai bán đây? Ok. Bên em không bán được. Bên em sẽ bán được. Không bán được chiếc này. Tại vì hiện tại cửa hàng em còn một chiếc xe duy nhất để trưng bày. Rồi. Anh hiện chưa có duyên hay sao á? Rồi cuối cùng mua, nhưng mà chiếc này là còn một chiếc để trưng bày thôi, cho nên là chưa có mua được. FH đúng à, trong dịp Tết là hot, giá chát chát ngát luôn á, à. Chất như đất cất luôn. Tôi dòng này. Ủa chứ nó không có dịch vụ quăng lên xe tải gì đó vậy? Ok, đúng hả? À, cái đó do mình thỏa thuận thôi đúng không? Một là quăng chỉ gì đó, mà nếu mà anh có ở dưới đó luôn thì gọi kiểm xe lên đây. Ok, anh đó anh lấy xe, nhận xe. Do mình thôi, do mình thống nhất thôi. Nếu thích thì đem lên đây. Nếu muốn nhận xe trên này thì chuyển lên đây rồi nhận xe, còn muốn về thì muốn làm. Cái này trong hoàn cảnh bây giờ, ví dụ như cái cua cua cá thanh thanh tốt như là anh giữ lại đây thì nếu nhận xe dưới đó thì không có cái chuyện gì đâu. Đó, còn nếu mà anh nhận xe dưới này thì không có bao lâu là cái cầu thực phẩm rồi có bao lâu là có cầu cái gì bây giờ nếu mà chưa tất thì có chưa lấy gì cầm dưới về quyền sẽ lấy giấy này là nó sẽ vậy là qua tầng cũng chưa có đi được
Ông ý là khi mình có cái bản số xe rồi, mình cầm cái giấy tờ đó mình vẫn đi tới lui bình thường vẫn được, nó ở cái đó không sao, cái đó không sao đâu. Bữa anh cũng vậy. Cái con số rồi thì bên dịch vụ nó sẽ có cái tờ giấy hiệu của công an cấp. Mà nếu anh muốn lấy cà vẹt, anh tự lấy cà vẹt cho nó nhanh á, phải qua dịch vụ á. Dịch vụ em làm tới 15 ngày là còn cá nhân, ví dụ ta làm một tuần anh ghé vô anh lấy được rồi, thì em giao luôn cái tờ vẹt gốc, cái quên cái giấy hiệu gốc cho anh tự lấy. Không thì tất cả thì tụi em phí dịch vụ là tất nhiên làm giao dịch tại đây hết. Ừ. Vậy đâu. Do thì có thuận nhận như vừa đó. Tầm bao lâu thì xe đi xét? Trong tuần sau. Tuần này là nghỉ lòng tuần sau, trong tuần sau là ngày nào? Thì như vậy lắm. Cũng được, tuần sau là tuần đầu tiên là ok. Thế giờ trong tuần này là gặp đúng cái gì đấy? Tết Tây không? Tết Tây rồi. Biết để chuẩn bị thôi, vậy tại vì Tết lù bù quá. Ok rồi, cái đó chính xác. Cái này chính một khẩu thôi. Không được, ta cần bản chính mà. Tội phạm nhiều vậy sao? ATM hay là cái gì? Thẻ hả? À, ATM thì không đóng phí đúng không? Này mất tất cả rồi. Hả? Này mất tất cả rồi, không được. Mất 2% hả? 2% thôi rồi. Ngân hàng tính tụi em 2% nhưng mà mở bên gì nữa. Mất công hả? 1%, 5% bây giờ cái này đi rút chuyển khoản, không có tiền chuyển khoản, chuyển khoản bằng internet banking đó hả? Ngày đâu có xài internet banking đâu. Không, bây giờ cái này thì là ở ngân hàng này gần đây có không? Có năm Nguyễn Giỏi. Nguyễn Giỏi là khúc này luôn cái gì? Xong đi, đi rút tiền đem đến. Anh đi rút tiền đấy, chúng mình đi rút tiền rồi quay lại. Ghi chữ cho đẹp giống nhau. Ủa, cái số chứng minh nhân dân này nằm đâu ta? Đây nè. Sao nó khác nhau vậy? Ủa sao? Không, mà cái này là số chứng minh là đây, đúng không? Ủa mà sao số dài dữ vậy? Ủa còn số này số gì? Anh kiểm tra số điện thoại của anh nữa, đúng chưa? Số điện thoại thì đúng rồi. Nói chung là anh coi cái sai cái này, nghĩ sai số chứng minh thôi thì sao? Ừ. Số chứng minh thôi đúng không? Cái gì khác nữa? Thôi là số không này.
thì lấy mẫu số thì có thể số mới được và mình bỏ đi cả số cũng như là năm mươi nghìn thì ca giao tới là như vậy cũng bỏ đi cả cũng như là năm mươi nghìn rồi là bảo hiểm xe máy thì có dưới tầm một kèm thêm thanh toán là 80 nghìn rồi còn phí này ra không có xin gì thêm còn đóng tiền nợ và kiểm tra này kìa. Thôi để nó đi, để ngoài kia đi, để ngoài ghế.